Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn để mình cùng thăm các hộ gia đình nghèo đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh nha cả nhà. Dạ, thì cũng trong ngày hôm nay luôn là Ngôn sẽ tiếp tục trao 30 xuất quà còn lại trong 70 xuất quà. Thì hai ngày trước mình đã phát được 40 xuất quà, còn bây giờ thì còn lại là 30 xuất quà. Dạ, thì trong ngày nay Ngôn sẽ cố gắng để mà hoàn thành 30 xuất còn lại nha cả nhà. Dạ rồi. Bây giờ thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng theo chân Ngôn để mình cùng thăm các bà con cũng như là các hộ gia đình nghèo mà đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh nha cả nhà. Dạ rồi cô ơi, mấy anh em con trao cho gia đình mình đó thức quà này là để sử dụng trong cái mùa dịch bệnh nha cô nha. Dạ. Dạ con gửi cho cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô nha cô. Dạ rồi. Mấy anh em con trao cho gia đình mình sức quà nha cô nha. Cảm ơn cô nhiều. Rồi. Đây nữa nè con. Phần quà này là của mấy cô với chú á. Dạ. Gửi đến gia đình mình để dùng qua cái mùa dịch nha con nha. Dạ. Rồi con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình á thì có mang theo một cái sức quà là nhu yếu phẩm á cô, để trao cho gia đình mình dùng qua cái khó khăn trong lúc mùa dịch bệnh nha cô. Dạ. Dạ dạ. Dạ cô cảm ơn. Dạ dạ. Rồi chị gửi. Dạ. Dạ rồi, cô với chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ, con đi cũng khỏe. Dạ, chúc con. Dạ. Dạ rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ dạ. Dạ. Dạ em xin chào chị nha. Dạ, dạ chị cho em hỏi thăm là gia đình mình hiện tại thì đang ổn không chị? Tình hình sao chị? Kinh tế ạ. Cũng bình thường, ăn cái là không có đi đâu được thôi, không có làm gì được hết chứ. Dạ, hiện tại thì chị có là bao nhiêu người con lận chị? Năm. Năm người con ha, mà con lớn chị là bao nhiêu tuổi? 14 rồi. 14 rồi ha. Dạ, chắc hiện tại thì dịch bệnh rồi chồng đi làm không được chứ cũng khó khăn lắm hả chị ha? Dạ, hết luôn. Dạ. Đâu có dám đi ra ngoài đâu. Dạ. Dạ chị ơi, ngày hôm nay mấy anh em ghé thăm á thì có mang theo sức quà để tiếp sức cho bà con mình á vượt qua được cái khó khăn trong mùa dịch bệnh này nha chị nha. Dạ dạ. Dạ rồi, bây giờ em xin gửi. Dạ rồi. Dạ dạ. Dạ rồi, giờ chị giữ gìn sức khỏe nha chị nha. Dạ cảm ơn nha. Dạ dạ. Dạ. Vậy rồi thì mấy anh em con trao cho gia đình mình sức quà để vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch như trước. Thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn đoàn của nhà tài trợ. Vậy rồi con chúc chú có thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Vậy rồi con chào chú. Vậy rồi thì ngày hôm nay anh mấy anh em ghé thăm gia đình mình á, có trao cho gia đình mình sức quà để vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch nha anh nha. Dạ dạ dạ, anh giữ gìn sức khỏe nha anh. Dạ dạ dạ. Dạ chú ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình á thì cũng tiếp sức cho gia đình mình một sức quà nhu yếu phẩm đó chú, để mà gia đình mình dùng để vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch nha chú. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ rồi, chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình đó cô, thì có mang theo sức quà để gửi cho gia đình mình dùng trong cái mùa dịch này nha cô nha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ. Rồi tụi con gửi cô luôn. Cầm nổi không cô? Cô cầm nổi không? Dạ rồi. Rồi. Để mấy anh em con đem vô dùm cho cô, giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ. À, chị ơi, mấy anh em đến để mà trao cho gia đình mình á sức quà
gồm có nhu yếu phẩm đó chị, để mà mình vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch bệnh nha chị nha. Dạ. Dạ em chúc gia đình có thật là nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Dạ dạ. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình á, để trao cho gia đình mình một số nhu yếu phẩm á, để mà gia đình mình dùng cho qua cái mùa dịch trong cái lúc khó khăn này nha cô nha. Dạ cảm ơn. Dạ cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ chị ơi, ngày hôm nay mấy anh em ghé thăm gia đình mình á, có trao theo một số nhu yếu phẩm để tặng cho gia đình mình, để gia đình mình dùng cho qua cái mùa dịch trong cái lúc khó khăn này nha chị nha. Dạ rồi. Dạ chị. Mình dùng đỡ qua mùa dịch. Dạ rồi, giữ gìn sức khỏe nha chị nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con đến thăm gia đình mình đó cô, để trao cho gia đình mình một số nhu yếu phẩm để gia đình mình dùng cho qua cái khó khăn trong lúc mùa dịch bệnh này nha cô nha. Dạ dạ. Dạ cô. Thay mặt gia đình cảm ơn mời đoàn của ấp vực của xã luôn nha. Dạ rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Dạ 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 dạ. Dạ, dạ chú ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình đó chú. Thì có mang theo một số nhu yếu phẩm để tặng cho gia đình mình để mà dùng trong cái mùa dịch này trong lúc khó khăn nha chú nha. Dạ. Dạ chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ dạ. Dạ chú ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình đó chú. Thì có mang theo một số nhu yếu phẩm để tặng cho gia đình mình, để gia đình mình dùng cho qua cái mùa dịch trong lúc khó khăn này nha chú nha. Dạ. Chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ dạ. Dạ. Mấy chú ghé để mà trao cho gia đình mình một sức quà gồm có nhu yếu phẩm đó bé. Thì để mà gia đình mình sử dụng vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch bệnh nha. Bây giờ gắn giữ gìn sức khỏe nha bé nha. Chú chào con nha. Con cha với mẹ con đâu? Con đi xịt thuốc hay gì? Còn con... mẹ con đi chặt bình. Rồi ngày hôm nay mấy chú ghé, mấy chú gửi cho gia đình mình một sức quà là để sử dụng cho qua cái mùa dịch nha con nha. Dạ. Rồi rồi con nhận nha. Ừ. Rồi. Rồi chú gửi luôn nha. Con cầm nổi không? Thôi để rồi, chú cầm giùm cho. Rồi. Rồi. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình đó cô. Thì có gửi cho gia đình mình một số nhu yếu phẩm để mà gia đình mình dùng trong cái mùa dịch này, trong cái lúc khó khăn nha cô nha. Cảm ơn. Dạ rồi. Chào cô luôn nha. Dạ rồi, giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Dạ dạ. Thôi em phát đây em còn. Dạ ông ơi. Con ghé gửi lời chào ông nha. Ừ. Dạ dạ thưa ông, ngày hôm nay mấy anh em con đến thăm gia đình mình đó không? Thì có mang theo một phần quà để gửi tặng cho gia đình mình gồm có nhu yếu phẩm phải không? Để mà gia đình mình dùng cho qua cái khó khăn trong mùa dịch bệnh nha ông nha. Ừ. Dạ rồi. Rồi ông ngồi đi để mấy anh em con trao cho ông nha. Gửi lại luôn ha, để đây ha. Dạ. Rồi con gửi luôn ông ơi. Rồi cho ông múc phải không? Con chưa có ghé chưa ấy nè. Dạ rồi, ông giữ gìn sức khỏe nghe ông nha. Ừ. Mấy anh em con chào ông nha. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ con xin gửi lời chào cô ạ. Chào cô. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con có ghé thăm gia đình á, thì có trao cho gia đình mình một sức quà để mà dùng trong cái mùa dịch này nha cô nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ, cô giữ gìn sức khỏe nghe cô. Khỏe. Dạ cô ơi, ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm gia đình mình á, thì có mang theo một số nhu yếu phẩm để gửi tặng cho gia đình mình, để gia đình mình vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch nha cô. Dạ rồi. Mặt gia đình cảm ơn đoàn đi thăm. Dạ dạ dạ. Dạ rồi bây giờ mấy anh em con gửi cho cô nha. Dạ rồi mình cố gắng giữ gìn sức khỏe để vượt qua cái khó khăn này nha cô. Bệnh này không dám đi nằm bệnh đó chú ơi. Dạ. Gắng mua thuốc uống mà không hết nữa. Gắng. Chừng nào qua dịch mới đi, chứ đi thì cũng sợ quá vì mình có bệnh nền sẵn á. Dạ. Dạ rồi cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ.
Dạ, dạ rồi bây giờ mấy anh em con sẽ trao quà cho gia đình mình để dùng cho qua cái khó khăn trong mùa dịch nha bà nha. Dạ rồi. Vậy cũng cảm ơn Đoàn. Dạ rồi bà cố gắng mình giữ gìn sức khỏe nha bà nha. Dạ, có mình ở đó nhà đi, con đi mần hết trơn giờ công ty bắt cạc thấy bà trên hết trơn à. Dạ rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà. Dạ, dạ rồi. Vậy thôi cũng cảm ơn Đoàn chú hết trơn ha. Dạ con xin gửi lời chào ông ạ. Dạ, dạ thưa ông, ngày hôm nay mấy anh em con có ghé thăm gia đình mình nữa không? Rồi. Thì có mang theo một xuất quà, rồi. Gồm có các loại nhu yếu phẩm để gửi cho gia đình mình để sử dụng cho qua cái mùa dịch nha ông nha. Rồi. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh em con gửi cho ông nha. Mì đúng rồi. Dạ rồi, ông giữ gìn sức khỏe nha ông. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ con xin gửi lời chào cô ạ. Dạ thưa cô, ngày hôm nay thì mấy anh em con có ghé thăm gia đình mình đó cô. Thì có mang theo một xuất quà gồm các loại nhu yếu phẩm đó cô, để trao cho gia đình mình để dùng cho nó qua cái mùa dịch trong cái lúc khó khăn nha cô nha. Dạ cảm ơn cậu. Dạ bây giờ mấy anh em con xin gửi cho cô nha. Dạ rồi cô gắng giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Dạ dạ. Xin gửi lời chào bà nha. Dạ, dạ thưa bà, ngày hôm nay mấy anh em con có ghé thăm gia đình mình đó bà. Thì có mang theo một số nhu yếu phẩm để gửi tặng cho gia đình mình để mà gia đình mình dùng cho nó qua cái mùa dịch nha bà nha. Dạ rồi, bây giờ mấy anh em con xin gửi cho bà nha. Dạ, cảm ơn mấy chú. Dạ rồi, bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà nha. Dạ rồi. Dạ rồi, giữ gìn sức khỏe nha bà. Dạ, dạ con xin gửi lời chào bà nha. Dạ. Dạ, dạ thưa bà, ngày hôm nay mấy anh em con có ghé thăm gia đình mình á. Thì có mang theo một số nhu yếu phẩm để trao tặng cho gia đình mình. Để gia đình mình dùng cho qua cái lúc khó khăn trong mùa dịch bệnh nha bà nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mấy anh em con gửi cho bà nha. Dạ. Dạ rồi, bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà vượt qua cái khó khăn này nha bà. Dạ. Dạ dạ. Dạ con xin gửi lời chào chú nha. Dạ, dạ thưa chú, ngày hôm nay mấy anh em con có ghé thăm gia đình mình á, thì cũng có mang theo một số nhu yếu phẩm để trao tặng cho gia đình mình. Dạ, thì mấy anh em con cũng hy vọng rằng gia đình mình sẽ dùng để mà vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch này nha chú nha. Cảm ơn mấy cháu. Dạ rồi, bây giờ mấy anh em con trao quà cho chú nha. Dạ rồi. Dạ rồi, mình cố gắng giữ gìn sức khỏe vượt qua cái lúc khó khăn này nha chú nha. Dạ rồi, con chào chú nha. Dạ, em xin gửi lời chào chị ạ. Dạ, dạ thưa chị, ngày hôm nay mấy anh em có ghé thăm gia đình mình á. Thì cũng có mang theo một số nhu yếu phẩm để trao tặng cho gia đình mình. Dạ, thì em cũng hy vọng rằng gia đình mình sẽ dùng để mà vượt qua cái khó khăn trong cái lúc dịch bệnh này nha chị nha. Bữa nay cảm ơn anh hỗ trợ được nhiều, cảm ơn nha anh. Dạ dạ rồi, chị giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi em xin chào chị nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ con xin gửi lời chào cô ạ. Dạ thưa cô, ngày hôm nay mấy anh em con có ghé thăm gia đình mình đó cô. Thì mấy anh em con cũng có mang theo một số xuất quà nhu yếu phẩm của các cô chú anh chị mạnh thường quân đó trao cho gia đình mình. Dạ con hy vọng rằng cô sẽ cố gắng để mà vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch nha cô nha. Dạ rồi, bây giờ mấy anh em con sẽ trao cho cô nha. Dạ rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ con xin chào cô nha. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ rồi cô. Mấy chú xã rồi nè. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, con xin gửi lời chào bà nha. Dạ, bữa nay mấy anh em con ghé thăm bà đó, thì cũng có gửi một số quà để cho gia đình mình dùng qua cái mùa dịch bệnh nha bà nha. Dạ, dạ rồi. Dạ, con gửi này. Mình để cái giỏng người em nhiều quá. Rồi. Cho quà má đó. Quà cho bà dùng đỡ con dịch bệnh khó khăn kia. Rồi con gửi luôn, cái này chắc nặng ha, con gửi dưới này nha. Dạ. Dạ rồi, bà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ mấy anh em con chào bà nha. Trời ơi, chưa ra quà cũng chưa cắt gì ơi. Dạ rồi cả nhà ơi, thì vừa rồi là 30 xuất quà đã được Ngôn trao đến cho bà con
nghèo, gia đình khó khăn, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong mùa dịch này ạ. Dạ, thì cũng với đó luôn là tổng cộng là 70 xuất quà thì mình cũng đã hoàn thành rồi luôn nha cả nhà. Dạ, một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến ông bà Lén Điệp đã nhờ Ngôn trao duyên đến bà con là 30 xuất quà. Chị Tám Đỗ nhờ Ngôn trao đến bà con là 20 xuất quà. Cùng với đó là chú Cường và cô Hồng ở Vũng Tàu là 10 xuất nữa. Cộng với dì Ba là 10 xuất. Dạ rồi, thì tổng cộng là 70 xuất quà trong 3 ngày liên tục Ngôn đã hoàn thành rồi ạ. Dạ, đến đây thì Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nhé. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin gửi lời chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày ạ. Xin chào, mình là Vinh.